có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, Quốc hội sẽ tiếp tục nhóm họp trong tuần này, mà chương trình nghị sự phần lớn sẽ thảo luận về gia cư và giảm thuế giai đoạn 3. Trong khi đó, tại New South Wales, lực lượng cảnh sát đang bị chỉ trích sau khi một cảnh sát viên bị cáo buộc tội giết người mà nạn nhân là một cặp đôi đồng tính. Thi thể của hai nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Còn tại Victoria, tình hình cháy rừng ngày càng tồi tệ sau khi có 6 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Các chuyên gia khí tượng còn cảnh báo, thời tiết nắng nóng cộng với gió mạnh sẽ khiến cho đám cháy càng bùng phát dữ dội hơn cho đến hết ngày thứ tư tuần này. Trái ngược với thảm họa cháy rừng tại Victoria, cư dân khu vực phía bắc Queensland lại bị chìm trong mưa lũ. Và đây là lần thứ 3 nước lũ đã tấn công vào khu vực này chỉ trong vòng 2 tháng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Hai, 26 tây tháng 2, 2024 của Việt TV. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Quốc hội tiếp tục thảo luận về gia cư và các giảm thuế trong chương trình nghị sự. Thủ tướng Anthony Albanese và chính phủ lao động của ông sẽ dành cả tuần này để giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt trên nhiều lĩnh vực khi Quốc hội nhóm họp trở lại trong tuần này và trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị thông qua các biện pháp cắt giảm thuế giai đoạn 3. Trong khi những thay đổi về cắt giảm thuế giai đoạn 3 sẽ là trọng tâm của Thượng viện trong tuần này, thì tại Hạ viện, những tranh luận về chương trình trợ giúp mua nhà, tức là Help to Buy, do chính phủ lao động đề xuất sẽ là nội dung thảo luận chính. Và nếu được thông qua, chương trình đồng sở hữu sẽ cho phép hơn 40.000 người Úc sở hữu căn nhà đầu tiên của họ cùng với chính phủ, với chỉ 2% tiền đặt cọc. Chính phủ cho biết đây là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự về gia cư rộng lớn của đảng lao động. Thế nhưng chính phủ vẫn đang gặp khó khăn vì sự phản đối của Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập. Điều này cũng có nghĩa là chính phủ cần sự hỗ trợ của đảng xanh và các nghị sĩ độc lập thì dự luật mới được thông qua. Thế nhưng cho đến thời điểm này, đảng xanh vẫn cho rằng chương trình Help to Buy là không công bằng. Và nếu chính phủ muốn có được sự ủng hộ của đảng xanh, thì chính phủ cần phải có những thay đổi về thuế nhân nhượng già cửa, tức là negative gearing, một loại thuế mà đảng xanh cho rằng đã làm giá cả nhà cửa không thể giảm hạ tại Úc. Cuộc tranh luận tại Hạ viện sẽ diễn ra khi Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở, tức là Housing Industry Association, gọi tắt là HIA, vào cuối tuần qua đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với kế hoạch xây dựng 1.200.000 căn nhà trong vòng 5 năm. Hiệp hội HIA cho biết, kế hoạch xây dựng 1.200.000 căn nhà mới trong 5 năm chỉ có thể thực hiện được khi chính phủ thay đổi các chính sách về giảm thuế xây dựng nhà ở,
nhằm giảm bớt áp lực lên chi phí xây dựng cũng như là thuế đất. Sau đây là tin từ New South Wales. Một cảnh sát bị buộc tội giết người vì sự mất tích của Luke Davis và Jesse Bear. Một cảnh sát New South Wales đang làm nhiệm vụ, ông Bill Lamira, 28 tuổi, đã bị buộc hai tội giết người sau vụ mất tích đáng ngờ của một cặp đôi đồng tính tại Sydney hồi tuần qua. Ông Lamira hiện đang bị tạm giam khi trình diện đồn cảnh sát Bondi vào cuối tuần. Theo thông tin từ cảnh sát, thì ông Lamira có liên quan đến vụ mất tích của Jason Pear, 26 tuổi, một cựu sứ ngôn viên truyền hình và cộng sự của ông là ông Luke Davis, 29 tuổi. Cho đến thời điểm này, cặp đôi đồng tính vẫn đang trong tình trạng mất tích sau khi được nhìn thấy lần cuối cùng tại nhà của ông Pear ở Paddington vào tối Chủ nhật tuần trước, 18 tây tháng 2. Giám đốc và thám tử điều tra là ông Doherty cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng thường được cất giữ trong két sắt tại đồn cảnh sát. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc xe tải màu trắng, được cho là do ông Lamia lái đến Grey Point ở phía nam Sydney vào tối thứ Hai, ngày 19 tây tháng 2. Mà theo nghi vấn của cảnh sát, thì đây là chiếc xe tải đã được sử dụng để vận chuyển thi thể của ông Pear và ông Davis. Theo thông tin từ cảnh sát, thì nghi can Lamia chính là người tình cũ của GC Pear và việc tìm kiếm thi thể của cặp đôi Pear và Davis cũng đã được mở rộng ra ngoài phạm vi của Sydney và Newcastle khi mà các thám tử đang rà soát một phần của thị trấn Goulburn ở New South Wales. GC Pear cũng đã từng làm việc cho đài truyền hình số 10 trong hơn 7 năm, trong khi bạn trai của ông là ông Luke Davis là một tiếp viên hàng không của hãng hàng không Qantas. Ngày hôm qua, Ủy viên Cảnh sát New South Wales bà Karen Webb cũng đã gửi lời chia buồn chân tình đến gia đình của hai nạn nhân. Ngoài ra, bà Karen cũng đã xin lỗi về sự thất bại của cảnh sát trong việc điều tra đầy đủ và công bằng các tội ác chống lại các thành viên của cộng đồng lưỡng tính tại tiểu bang New South Wales. Cũng tin từ New South Wales, Thủ hiến Chris Minns bảo vệ cuộc tuần hành của cảnh sát tại lễ hội Mardi Gras. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Minns đã bác bỏ lời kêu gọi là cảnh sát hãy hủy bỏ cuộc diễu hành trong bối cảnh có những chỉ trích về cái chết của một cặp đôi đồng tính tại Sydney, được cho là đã bị cảnh sát viên giết chết. Cảnh sát cáo buộc Jesse Pear và Luke Davis đã bị cảnh sát Glamira sát hại tại căn hộ của họ ở Paddington, sau khi các nhà điều tra tìm thấy một viên đạn có liên quan đến khẩu súng công vụ. Cái chết của cặp đôi này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng lưỡng tính tại New South Wales, và một số người đã kêu gọi cảnh sát New South Wales hãy rút khỏi cuộc tuần hành đáng tự hào của những người đồng tính sẽ diễn ra hàng năm tại Darlinghurst vào tuần này. Phát biểu trên đài phát thanh 2JP sáng ngày hôm nay thứ Hai, Thủ hiến Chris Minns cho biết các sĩ quan cảnh sát có thể tham gia cuộc tuần hành, và ông Chris Minns cũng đã bác bỏ những đề xuất yêu cầu ban tổ chức hủy bỏ lời mời thành viên cảnh sát tham dự. Ngoài thủ hiến, thì ủy viên cảnh sát là bà Karen Webb cũng đã ủng hộ sự hiện diện của cảnh sát trong cuộc tuần hành nhân lễ hội Mardi Gras vào cuối tuần này. Bà Karen Webb cho rằng sẽ là một sự lùi bước với tư cách là một cộng đồng, và nếu ban tổ chức rút lại lời mời đến các cảnh sát viên. Tiếp tục tin từ New South Wales, nhân viên bảo vệ một quán rượu bị tấn công đến chết. Cảnh sát đã được điều động đến khách sạn Royal East Parade, vùng Sutherland của Sydney vào khoảng 2 giờ sáng ngày Chủ nhật, sau khi có báo cáo cho rằng một nhân viên bảo vệ đã bị hành hung. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị bất tỉnh bên ngoài khách sạn, và các nhân viên y tế của xe cứu thương cũng đã đến và cố gắng hô hấp nhân tạo để cứu người đàn ông này. Thế nhưng bất chấp nỗ lực của họ, nạn nhân đã chết tại hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân là nhân viên bảo vệ của quán rượu này và đã bị một người khách quen của quán rượu đấm vào đầu sau một cuộc cãi vã. Hung thủ là một người đàn ông 31 tuổi đã bị cảnh sát đưa đến sở cảnh sát tại Sutherland. Bước sang Victoria, 6 ngôi nhà bị thiêu rụi trong đợt cháy rừng tại Beaufort.
6 ngôi nhà đã bị thiêu rụi bởi đợt cháy rừng kinh hoàng đang diễn ra tại Victoria, trong khi người dân được cảnh báo chuẩn bị cho điều kiện khắc nghiệt và có thể thảm khốc hơn nữa vào thứ tư tuần này. Ngoài 6 ngôi nhà bị thiêu rụi thì đám cháy rừng cũng đang tàn phá hơn 16.000 hecta đất thuộc phía tây của Ballarat, trong khi hơn 500 lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục làm việc để ngăn chặn đám cháy. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Victoria Justin Sim cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ cho những người bị mất nhà cửa. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng đang cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn thảm khốc có thể xảy ra trên khắp các khu vực của Victoria vào giữa tuần, khi mà phía tây của tiểu bang đang quay cuồng vì những đợt cháy rừng chưa từng có đã bùng cháy ngoài vòng kiểm soát liên tiếp trong 5 ngày qua, mặc dù hơn 600 lính cứu hỏa liên tục làm việc kể từ thứ Năm tuần trước, cùng với 24 máy bay thả bơm nước. Đợt hỏa hoạn tại Biden cũng đã thiêu rụi hơn 17 hecta đất rừng, phá hủy thêm 3 ngôi nhà ở phía bắc của Beaufort và 6 căn nhà khác gần Redland. Ngoài ra, ngọn lửa cũng đã thiêu rụi nhiều nhà kho, nhiều vật nuôi và thiết bị nông nghiệp. Vào chiều ngày hôm qua, Chủ nhật, khoảng 200 người đã tập trung tại Beaufort để có cuộc họp về đợt cháy rừng lần này. Trong số đó có ông Sandy Little, một nông dân chăn cừu tại Redland, người đã làm việc cho cơ quan cứu hỏa quốc gia gọi tắt là CFA gần như suốt cuộc đời. Ông Little cho biết, các đám cháy rừng lần này không giống như bất cứ một đợt cháy rừng nào mà ông đã từng nhìn thấy trước đây. Cũng theo ông Little, thì ông đã mất 70 con cừu trong trận hỏa hoạn. Nhưng ông cũng cảm thấy biết ơn vì ngôi nhà của mình vẫn còn đứng vững, trong khi hàng trăm nông dân khác cũng đã mất nhà cửa và gia súc. Chỉ huy cảnh sát tại Victoria Jason Temple cho biết đường cao tốc phía Tây có thể sẽ bị đóng cửa ngày hôm nay nếu đám cháy gây ra rủi ro về an toàn và sẽ có các tuyến đường khác để thay thế. Trong khi đó, các đại diện y tế yêu cầu những người có sức khỏe kém nên đeo khẩu trang để giảm thiểu tiếp xúc với khói trong vài ngày sắp tới. Các khu vực tại Mali, Wimmera và phía Tây Nam Victoria đều đang được cảnh báo mức độ nguy hiểm hỏa hoạn là cực kỳ cao vào thứ tư tuần này. Chuyên gia khí tượng cấp cao của Tổng nha Angus Hyde cho không loại trừ nguy cơ hỏa hoạn đạt đến mức thảm khốc đối với khu vực của Victoria vì tình trạng thời tiết vừa nóng, vừa khô, vừa có gió mạnh đang ngày càng gia tăng. Và nếu xếp hạng nguy hiểm hỏa hoạn được chính thức tuyên bố là thảm họa vào thứ tư, thì đó sẽ là lần thứ hai xếp hạng được đưa ra kể từ mùa hè đen 2019 và 2020. Trong khi lần đầu tiên chỉ cách đây hơn một tuần lễ, diễn ra vào ngày thứ ba 13 tây tháng 2, khi một trận hỏa hoạn đã phá hủy những ngôi nhà gần Rambian và bão cát cũng đã cắt điện, làm hư hại hàng trăm ngôi nhà ở phía đông của Victoria. Hiện nay ba trung tâm cứu trợ đã được hình thành, thứ nhất là tại Ballarat, thứ nhì là tại Ararat và thứ ba là tại Maripura để giúp người dân thoát khỏi đám cháy. Hơn 10 trường học và trung tâm chăm sóc trẻ mầm non cũng đã đóng cửa kể từ thứ Sáu và một số tạm thời được chuyển đến các địa điểm khác. Sau cùng là tin từ Queensland, khu vực phía Bắc hứng chịu lượng mưa hơn 300mm, nhiều thị trấn đã bị cô lập. Trái ngược với tình hình nắng nóng và cháy rừng tại Victoria, nhiều khu vực ở phía bắc của tiểu bang Queensland một lần nữa đã phải hứng chịu lượng mưa lên đến hơn 300mm. Lũ lụt cũng đã cắt đứt nhiều con đường và cô lập hàng ngàn người dân địa phương trong bối cảnh cảnh báo sẽ có thêm nhiều đợt thời tiết khắc nghiệt khác sắp xảy ra. Lượng nước mưa hơn 300mm khiến nhiều phần của con sông Tully đã dâng cao tới gần 9m. Ngoài ra, Tổng nha khí tượng BOM còn đưa ra cảnh báo lũ lụt đối với các dòng sông Murray và dòng sông Brussels. Trong khi đó, người dân tại thị trấn Tully, phía nam của thành phố Cairns, đã phải hứng chịu trận mưa như trút nước, với lượng nước mưa khoảng 400mm đã đổ xuống cộng đồng này vào ngày thứ Bảy, khiến nhiều đường xá bị cắt đứt và người dân địa phương cũng đã bị cô lập. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng đã xuất hiện khắp khu vực giữa thành phố Townsville và Cairns và một lần nữa
khiến cộng đồng vẫn đang phải phục hồi sau lũ lụt tàn khốc vào tháng 12 và tháng Giêng lại bị chìm trong nước biển một lần nữa. Và những đợt mưa tiếp theo đã tiếp tục xảy ra giữa thị trấn Mackay và Budapest vào sáng Chủ nhật hôm qua, trong khi Tổng gia khí tượng BOM cũng đã cảnh báo về những cơn bão dữ dội và mưa lớn có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác trong ngày hôm nay. Queensland đã nhiều lần bị ảnh hưởng bởi mưa bão và lũ lụt trong 3 tháng qua, đặc biệt là hai cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào phía bắc của tiểu bang là Cairns và Townsville, khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, trong khi hàng ngàn người dân địa phương cũng đã bị mất điện do thời tiết khắc nghiệt. Một số người dân cũng đã thiệt mạng trong mưa lũ, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm do nước lũ gây ra và nhắc nhở mọi người không nên lái xe dọc theo những con đường đang bị ngập nước. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV trưa ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong phần tin tức vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.